số phận 6 người được nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chúc mừng ở lại làm nhiệm vụ mới như thế nào cũng xin chúc mừng các đồng chí ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ một số đồng chí thì được giao trọng trách nặng nề hơn đồng chí trần đại quang đồng chí nguyễn xuân phúc đồng chí đinh la thăng đồng chí hoàng trung hải đồng chí nguyễn nhân bình đồng chí trịnh đình dũng cũng rất mong các đồng chí tiếp tục là phát huy rồi là một cái công dân tốt Một đảng viên tốt rồi ráng được làm cái chương trình như ông Bình, Bình nói đó Đó là người tử tế chút Chủ trì phiên họp thường kỳ cuối cùng của nhiệm kỳ ngày 26 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng gửi lấy chia tay đến các cộng sự lâu năm. Ông chúc mừng các thành viên tiếp tục ở lại làm nhiệm vụ. Một số đồng chí được giao trọng trách nặng nề hơn như là đồng chí Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh La Thăng, Hòa Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Đình Dũng. Rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt trọng trách cao cả tâm sự với 15 người nghỉ chính sách và với chính bản thân, ông nhủ, dáng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảm viên tốt, dáng âm người tử tế. Tùy mỗi hoàn cảnh, mỗi đồng chí đóng góp hết sức mình cho đảng, cho dân. Tuy nhiên không biết tại sao tất cả những người mà nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đặt tên lại có kết không được tốt. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị đón xem. Số phận 6 người được nguyên thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chúc mừng ở lại làm nhiệm vụ mới như thế nào? Một, chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956 tại thôn Liêu Quang, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trần Đại Quang xuất thân Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 2 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Việt Nam khóa 13, Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu đồng ý là 452. Số phiếu không đồng ý là 29 phiếu, kế nhiệm Trường Tấn Sang. Tuy nhiên, khi ông chưa làm hết một nhiệm kỳ chủ tịch nước thì đã gặp vấn đề về mặt sức khỏe. Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, ông Trần Đại Quang đã được phát hiện nhiễm virus hiếm và độc hạt từ tháng 10 năm 2017 và phải đi Nhật Bản chữa trị 6 lần. Các bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Ngày 20 tháng 9 năm 2018, sau khi viết thư chúc Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi, bệnh tình của ông ngày càng trở nặng được đưa đến bệnh viện trung ương quân đội 108. Vào lúc 15 giờ cùng ngày, ông rơi vào tình trạng hôn mê. Sau khi bị hôn mê gần một ngày, ông đã chút hơi thở cuối cùng và qua đời khi đang điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội 108 Hà Nội vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức là ngày 12 tháng 5 năm Mậu Cốt theo âm lịch. Như vậy, ông trở đại qua mất chỉ sau hơn một năm ông bị nhiễm bệnh virus máu, chỉ hơn 6 tháng khi nguyên thủ tướng Phan Văn Khải mất, tưởng thọ 61 tuổi. Quyền chủ tịch nước được trao lại cho phó chủ tịch nước bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và bà đã tạm quyền giữ chức vụ này cho đến khi ông Nguyễn Phú Trọng được bầu kế nhiệm ông Trần Đại Quang vào ngày 23 tháng 10 năm 2018, một tháng sau khi ông Quang qua đời. 2. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1954 tại Quảng Nam, là một chính trị gia người Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc nguyên là chủ tịch nước từ năm 2021. Được biết, năm 2015, tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Nguyễn Xuân Phúc được đề cử là một trong những ứng viên cho chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, kế nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đến sáng ngày 5 tháng 4 năm 2021, ông được quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối là 468 trên 468 đại biểu. Sau đó vào 9 giờ sáng cùng ngày, Nguyễn Xuân Phúc tuyên hệ nhậm chức Chủ tịch nước khiến ông trở thành Thủ tướng đầu tiên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước kể từ năm 1945 đến nay. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa làm tròn một nhiệm kỳ Chủ tịch nước đã phải từ chức. Ngày 17 tháng 1 năm 2023, Trung ương Đảng đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được Ban chấp hành Trung ương đưa ra trong cuộc họp bất thường vào buổi chiều cùng ngày, sau khi thảo luận và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông. 3. Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, Đinh La Thành Ông Đinh La Thăng cũng là một trong những người được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng chúc mừng khi nhận nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, số phận lại không tốt đẹp. Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960, là một chính khách Việt Nam và tiến sĩ kinh tế. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 2011-2016. Đến năm 2016 thì ông Đinh La Thăng được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, cụ thể là vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2017, sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật. Đinh La Thăng bị Bộ Chính trị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và được điều động sang chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Người kế nhiệm ông tại vị trí cũ là Nguyễn Thiện Nhân. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã biểu quyết và thông qua việc khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu quốc hội đối với ông Đinh La Thăng. Ngay sau đó, ông bị bắt, ông dính giáng đến rất nhiều sai phạm và cuối cùng là bị kết án tổng cộng 30 năm tù giam. 4. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1959, quê quán tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hoàng Trung Hải từng là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp năm 2002 cho đến năm 2007, Phó Thủ tướng Chính phủ 2007 tới năm 2016. Đến ngày 5 tháng 2 năm 2016, được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa 12 đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Hòa Trung Hải vì thời gian làm Phó Thủ tướng đã có vi phạm, khuyết điểm, có một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Theo Văn phòng Trung ương Đảng khóa 12, ngày 10 tháng 1 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hòa Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên phó thủ tướng chính phủ. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho rằng, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hòa Trung Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty găng thép Thái Nguyên, dự án Disco 2. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 phân công ông Thô giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ chức vụ Phó trưởng ban Bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Trưởng tiểu ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, nghỉ hưu theo chế độ. 5. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1961, Nguyễn Văn Bình là nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, trưởng ban kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình. Được biết ngày 11 tháng 4 năm 2016 được bổ nhiệm làm trưởng ban kinh tế Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 2016 được Bộ Chính trị phân công tham gia ban bí thư. Tuy nhiên đến ngày 3 tháng 11 năm 2020, theo thông cáo về kỳ họp 49 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả thẩm tra, xác mình nội dung phản ánh liên quan đến ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Văn Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông hỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện một số nghị quyết, quy định, quyết định về hoạt động tín dụng ngân hàng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục. Nhiều cán bộ, đảng viên của ngân hàng nhà nước và lãnh đạo chủ chốt một số tổ chức tín dụng vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự. Những vi phạm khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Bình là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngân hàng nhà nước và cá nhân ông Bình căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình. 6. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1956, Trịnh Đình Dũng nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, Phó Thủ tướng Chính phủ 2016-2021. Ông cũng từng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng 2011-2016, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc năm 2004 cho tới năm 2010. Được biết vào ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Cô hội khóa 14, ông được cô hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau khi về hưu một thời gian thì ông vẫn bị kỷ luật, Cụ thể là chiều ngày 19 tháng 1 năm 2024, dẫn thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cho hay, Ủy ban này đề nghị hai cơ quan hàng đầu của Đảng là Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016, 2021, 2021, 2026 và một số cá nhân. Những quan chức bị đề nghị kỷ luật gồm ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên ban cán sự đảng, phó thủ tướng chính phủ và ông Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Lò tiếp tục cháy, Lê Đức Thọ vào cuộc đời đầy chông gai, từ đồng hồ Patek Philip đến ngục tù. Thì thưa quý vị, tham nhũng và đặt hối lộ là hai hiện tượng liên quan mật thiết và thường xuyên xảy ra trong nhiều lĩnh vực của xã hội, từ khu vực công đến khu vực tư. Khi một cán bộ hoặc công chức nhận hối lộ, họ không chỉ làm suy yếu tính chính trực và minh bạch của hệ thống mà còn gây ra những hệ quả tiêu cực lâu dài cho xã hội và nền kinh tế hối lộ thường được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau từ tiền mặt quà tặng đến các lợi ích vật chất khác mặc dù các hình thức hối lộ có thể khác nhau nhưng tất cả đều có chung mục tiêu là để đổi lấy sự ưu ái hoặc sự can thiệp vào quy trình ra quyết định để vụ lợi cá nhân việc nhận hối lộ không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín và xây dựng của cá nhân mà còn làm mất lòng tin của công chúng vào hệ thống quản lý và các cơ quan chức năng. Điều này dẫn đến sự bất bình và sự suy giảm niềm tin vào các thể chế và chính sách công, gây cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển và công bằng xã hội. Hệ quả là sự phân bổ tài nguyên kém hiệu quả, sự bất bình đẳng gia tăng và tình trạng tham nhũng có thể là rộng, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đời sống xã hội. Hiện nay, vụ việc của cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ, đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Ông Thọ, hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố với hai tội danh nghiêm trọng, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Vụ việc này gắn liền với các sai phạm nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi, một doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Theo điều tra, ông Lê Đức Cọ đã nhận được nhiều món quà đắt giá từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch Xuyên Việt Oi. Những món quà này bao gồm một bộ cậy góp trị giá 1,1 tỷ đồng, một chiếc đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 đô la Mỹ và một chiếc ô tô Mercedes S450 Luxury trị giá 6,7 tỷ đồng. Tổng cộng, số tiền và tài sản mà ông Thọ nhận được lên đến 1,07 triệu đô la Mỹ. Trong quá trình điều tra, ông Thọ khai rằng ông đã gửi 440.000 đô la Mỹ tại nhà người thân và đã nộp lại cho cơ quan công an. Số tiền còn lại đã được ông chi tiêu hết hành động này đã làm dấy lên sự phẫn nộ và bức xúc trong dư luận việc một cán bộ cấp cao sử dụng đồng hồ hàng hiệu và xe hơi đắt tiền trong khi vẫn đang đảm nhiệm các chức vụ công vụ thực sự là điều khó chấp nhận và vô cùng gây sốc hành vi của ông lê đức thọ không chỉ phản ánh lòng tham cá nhân mà còn thể hiện sự coi thường pháp luật và đạo đức trong suốt quá trình công tác của mình ông thọ đã giữ nhiều vị trí quan trọng từ tránh văn phòng ngân hàng nhà nước đến chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng sau đó ông trở thành bí thư tỉnh ủy Bến Tre, người đứng đầu một địa phương. Tuy nhiên, thay vì sử dụng quyền lực và vị trí của mình để phục vụ cộng đồng, ông lại lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi cá nhân. Sự việc này không chỉ gây tổn hại đến uy tín cá nhân của ông Thọ, mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các cơ quan công quyền và chính trị. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc một cán bộ lãnh đạo như ông Lê Đức Thọ để lòng tham chi phối hành động của mình không chỉ gây tổn thương cho niềm tin của người dân, mà còn làm suy giảm sự công bằng và minh bạch trong xã hội cán bộ lãnh đạo cần phải hiểu rằng trách nhiệm của họ không chỉ là quản lý và điều hành mà còn là gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật và đạo đức sự lạm dụng quyền lực và tham lam cá nhân không chỉ phá hoại sự nghiệp của cá nhân mà còn làm tổn hại đến sự ổn định và phát triển của đất nước các cán bộ cần phải tập trung vào việc cải thiện đời sống của người dân hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đảm bảo sự công bằng trong các hoạt động công vụ vụ việc của ông Lê Đức Cọ là một bài học quan trọng cho những người làm quan. Việc đeo đồng hồ hàng hiệu hay sử dụng xe sang không phải là dấu hiệu của thành công thực sự. Thực sự thành công và sức kính trọng của xã hội đến từ việc sống đúng với phẩm hạnh, trách nhiệm và cam kết phục vụ cộng đồng. Sự trung thực và đạo đức là nền tảng vững chắc cho bất kỳ sự nghiệp nào và là yếu tố quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững. Công cuộc phòng chống tham nhũng không chỉ là một nhiệm vụ trọng yếu của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tham nhũng với những hệ lụy nghiêm trọng của nó không chỉ làm suy giảm niềm tin của người dân vào các cơ quan chính quyền mà còn cản trở sự phát triển bền vững của đất nước. Để đối phó hiệu quả với tình trạng tham nhũng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, sự giám sát từ cộng đồng và quyết tâm từ cá nhân. Việc xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng như vụ việc của ông Lê Đức Cọ không chỉ là để trừng phạt các cá nhân sai phạm, mà còn để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng hệ thống pháp luật không dung thứ cho những hành vi lạm dụng quyền lực và tham lam. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng cần phải đi đôi với việc xây dựng một hệ thống quản lý công minh, minh bạch và hiệu quả, nơi mà mỗi quyết định đều phải được kiểm soát và giám sát chặt chẽ. Đồng thời, cần phải thúc đẩy việc nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng trong toàn xã hội. Mỗi người dân, mỗi cán bộ công chức đều cần nhận thức được rằng chống tham nhũng là một phần không kể khiếu trong được xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Việc tạo dựng một nền văn hóa chính trị và quản lý sạch sẽ, minh bạch không chỉ giúp củng cố niềm tin của người dân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện và công bằng trong xã hội. Chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực không ngừng để xây dựng một hệ thống câu quyền trong sạch, nơi mà công lý được thực thi một cách công bằng và quyền lực được sử dụng đúng đắn chỉ khi đó chúng ta mới có thể thực sự đẩy lùi tham nhũng và tạo ra một môi trường sống và làm được lành mạnh góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước sự thật về bốn tiếp viên sách ma túy thuyết âm mưu về người chống lưng và sự thật vụ án bốn tiếp viên hàng không sách ma túy có thể coi năm 2023 là năm hạn của ngành hàng không hết bị phanh phu tú bà nghìn đô kinh doanh dịch vụ đèn đỏ từng là tiếp viên hàng không và hàng loạt cô gái dám bán chôn nuôi miệng lại thêm vụ bốn tiếp viên hàng không sách ma túy nhưng lại được thả đã khiến cộng đồng dậy sóng. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi ai đứng đằng sau trúng lưng cho bốn cô tiếp viên này lộng hành. Tuy nhiên, một thời gian sau, mọi việc tưởng chừng như bị quên lãng. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả điều tra mới nhất liên quan đến vụ việc này, cho biết đã khởi tố 1038 bị can liên quan. Đây là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi những diễn biến phức tạp và tinh vi của nó. Số bị can lên tới 1.038 người. Qua sự kiện này, một lần nữa lực lượng công an Việt Nam đã chứng minh được khả năng điều tra, xử lý tội phạm đỉnh cao. Vậy cụ thể vụ việc này như thế nào? Có thực sự có người chống lưng cho bốn cô tiếp viên này hay không? Và kết quả công bố điều tra ra sao? Báo Dân Chí đưa tin liên quan đến vụ bốn tiếp viên hàng không sách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã khởi tố tổng cộng 1038 bị can về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Theo cảnh sát, sau khi phát hiện vụ 4 tiếp viên sách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16 tháng 3 năm 2023, chỉ trong thời gian ngắn, công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ ngoài chuyến hàng bị bắt giữ trên các đối tượng đã thực hiện chót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế nội bài. Sau đó, các đối tượng chuyển phát nhanh nội địa về thành phố Hồ Chí Minh cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Vâng, chúng ta trở lại hơn một năm về trước, bốn tiếp viên hàng không của Việt Nam với vẻ ngoại bình thản và duyên dáng đã kéo vali qua khu vực kiểm tra an ninh tại sân bay. Ban đầu, mọi việc dường như diễn ra bình thường, nhưng sự nhạy bén và chuyên nghiệp của lực lượng an ninh đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Khi kiểm tra vali của họ, các cán bộ an ninh chỉ thấy bên trong chứa một số lượng lớn hộp kem đánh răng. Điều này khiến lực lượng an ninh đặt ra nhiều nghi vấn, bởi lẽ một người bình thường khó có thể mang theo hàng trăm hộp kem đánh răng mà không có lý do đặc biệt. Chính sự nghi ngờ và tinh thần cảnh giác này đã dẫn đến một khám phá chấn động. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng bằng các biện pháp nghiệp vụ tiên tiến, lực lượng an ninh đã phát hiện ra rằng một số hộp kem đánh răng đã được ngụy trang để che giấu một loại chất cấm nguy hiểm đây là những chất có khả năng gây ra ảo giác mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức và trạng thái tinh thần của người sử dụng những chất cấm này có thể khiến người dùng rơi vào trạng thái ảo giác không phân biệt được thực tế và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về mặt sức khỏe cũng như an ninh xã hội phát hiện này đã làm dấy lên một làn sóng lo ngại và chấn động trong dư luận người ta khó có thể tin rằng những câu tiếp viên hàng không vốn được biết đến là hiền lành, đáng yêu, lại vô tình vận chuyển một số lượng lớn chất cấm trong vỏ bọc những hộp kem đánh răng nhập khẩu. Đáng chú ý, số lượng chất cấm này đủ để gây ra những hậu quả khôn lường nếu không được phát hiện kịp thời. Không ai có thể chống lưng cho vụ đại án này. Điều thắc mắc của rất nhiều người rằng, sau khi vụ việc bị phát giác, cả bốn tiếp viên này đều được thả tự do và không bị truy tố, sự kiện này đã dẫn đến nhiều thuyết âm mưu và đồn đoán trong dư luận. Một số người cho rằng việc các tiếp viên được thả tự do có thể là do họ có mối quan hệ đặc biệt hoặc là con cháu của những người có quyền lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi các vị trí quan trọng như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng và Ủy viên Bộ Chính trị đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm trong quá trình công tác, không thể có bất kỳ cá nhân nào dù có mối quan hệ gia đình hay quyền lực đủ khả năng để che đậy sự thật hoặc ngăn cản tiến hành điều tra của cơ quan chức năng. Kể cả một cô tiếp viên được cho là mang họ võ thì cũng không ai đủ sức để bảo kê cho bốn cô gái chống lại pháp luật Việt Nam. Chúng ta cũng thấy rằng kể cả sau này có vị quan tên họ võ cũng được đồ là che chở cho bốn cô tiếp viên thì cũng đã bị mất chức. Nói một cách khác, việc bốn tiếp viên hàng không này được thả tự do không hề liên quan đến việc, họ có phải là con cháu của ai hay không. Thực tế đã chứng minh rằng, ngay cả những cá nhân từng được đồn đoán là có liên quan đến vụ việc cũng không thể tránh khỏi việc xử lý nghiêm minh theo quy trình của pháp luật. Khi vụ án diễn ra, đại tướng Tu Lâm khi ấy đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an và việc yêu cầu ông bỏ qua cho bất kỳ ai vì lý do cá nhân là điều không thể xảy ra. Điều này càng khẳng định thêm sự công bằng và minh bạch trong quá trình điều tra của các cơ quan chức năng. Hơn nữa, sau khi bốn tiếp viên hàng không được thả tự do, vụ án không hề kết thúc mà tiếp tục được điều tra mở rộng, cho thấy sự việc không đơn giản như nhiều người tưởng tượng. Những diễn biến sau đó còn ly kỳ hơn rất nhiều, và công an thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực lần theo từng manh mối nhỏ nhất để làm sáng tỏ toàn bộ sự việc. Kết quả điều tra cho thấy, trước khi bốn tiếp viên này bị bắt giữ, đã có ít nhất 6 chuyến hàng chứa chất cấm được vận chuyển chốt lọt theo cách thức tương tự qua sân bay nội bài. Những chất cấm này sau đó được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh và được cất giấu ký lưỡng trước khi phân phối đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tất cả các đối tượng liên quan đều đã bị bắt giữ và con số đối tượng chúng ta không thể tưởng tượng được lên tới 1.038 người. Số lượng đối tượng bị bắt lớn đến mức nếu muốn di chuyển chúng cùng một lúc có lẽ phải cần tới bốn chiếc máy bay mới đủ chỗ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm đối tượng chủ mưu cầm đầu, đồng thời trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, triệt phá 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố. Khu từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy, khởi tố 1038 bị can, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại. Cổng lượng chất cấm thu giữ được trong vụ án này lên tới 323,5 kg, một con số khổng lồ nếu so với những vụ án trước đây, thông thường chất cấm chỉ tính bằng gam hoặc tép, thậm chí là vài kg đã được xem là lớn, thế nhưng trong vụ án này, các cán bộ công an phải dùng cân tạ mới có thể đo được hết số lượng chất cấm thu giữ được. Không chỉ vậy, các đối tượng còn chuẩn bị nhiều loại vũ khí nguy hiểm bao gồm 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lưu đạn và nhiều vật chứng có liên quan chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy lên tới hơn 28.000 tỷ đồng. Một con số khổng lồ, thậm chí còn vượt qua doanh thu của nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam. Điều này cho thấy sức mạnh của đồng tiền có thể làm mờ mắt con người, khiến cho họ bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí là hại đồng bào, hại thế hệ trẻ. Sai phạm ở Xuyên Việt Oi có sự làm ngơ của nhiều cán bộ cấp cao, khi công lý đánh đổi bằng tiền bản án thích đáng dành cho kẻ biết rõ luật mà vi phạm pháp luật quý vị thân mến thực ra tham nhũng thời nào cũng có nó xuất hiện từ thời cổ đại và không trừ bất cứ quốc gia nào ở nước ta cũng vậy ngay sau khi cách mạng giành chính quyền chủ tịch hồ chí minh đã cảnh báo những thói hư tật xấu dễ làm hỏng cán bộ như ăn muốn cho ngon mặc muốn cho đẹp ông ủy viên nọ bà ủy viên kia đều muốn đi xê sang thử hỏi tiền ở đâu ra Tham nhũng cũng như một thứ virus rất độc hại, ẩn nấp trong mỗi con người, có cơ hội là chỗ dậy tấn công bất kỳ ai, kể cả cán bộ cấp cao được đào tạo từ cơ bản rèn luyện thử thách ở những môi trường khắt khe nhất, làm cho không biết bao nhiêu người gục ngã. Sai phạm ở Xuyên Việt Oi có sự làm ngơ của nhiều cán bộ cấp cao quý vị thân mến chống tham nhũng là một trong những việc làm rất khó khăn trong muôn vàn việc khó khăn chống tham nhũng là đụng đến hình ảnh của cơ quan sinh mệnh chính trị của cán bộ đòi hỏi sự công tâm khách quan và bản lĩnh chưa bao giờ cuộc chiến với tham nhũng tiêu cực lại quyết liệt bài bản hiệu quả và được dư luận hoan nghênh như những năm vừa qua là việc làm rất khó khăn phức tạp nhất là trong muôn việc khó khăn phức tạp nhưng bây giờ cuộc chiến đã trở thành xu thế không thể đảo ngược không ai đứng ngoài được. Từ khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị đã được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 2013 do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban thì cuộc phòng chống tham nhũng trở nên quyết liệt, giáo diết, triệt để hơn bao giờ hết. Mới đây những sai phạm trong việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oi bị phát hiện từ năm 2019 nhưng cựu cục phó nhận tiền để làm ngơ. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh sinh năm 1979, cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng. Bà Hạnh cũng vi phạm quy định về tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản của nhà nước với số tiền là 1.244 tỷ đồng. Tổng số tiền thất thoát là 1.463 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Hạnh đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân. Cựu cục phó không vượt qua được cám dỗ. Bị can Đặng Công Khôi là cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính. Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 9 năm 2022, ông Khôi đã chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng giá hàng, tư liệu sản xuất thực hiện việc kiểm tra giám sát quỹ bình ổn xăng dầu để để tại các doanh nghiệp trong đó có công ty Xuyên Việt Oil, từ tháng 10 năm 2017 đến đầu năm 2023, công ty Xuyên Việt Oil đã không thực hiện gửi sao kê tài khoản quỹ bình ổn giá đến cục quản lý giá theo quy định. Bà Trần Thị Mỹ Dung là lãnh đạo phòng giá hàng tư liệu sản xuất và ông Vũ Quang Hà Chuyên viên phụ trách theo dõi quỹ Bob có báo cáo đến việc này với ông Khôi, tuy nhiên ông Khôi không chỉ đạo áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở công ty xuyên Việt Oi chấp hành đúng quy định của pháp luật, qua đó gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào quỹ Bob. Quá trình công tác, ông Khôi đã hai lần làm trưởng đoàn kiểm tra, thực tế tình hình trích lập sử dụng quỹ bốt tại công ty Xuyên Việt Oi. Bà Mai Thị Hồng Hạnh đã bàn bạc với bị can Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng của công ty để chi hối lộ cho ông Khôi. Sau đó, Đinh Tiến Dũng đã gặp nhân viên kế toán của công ty nhận 50.000 đô. Vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021, Dũng đến gặp ông Khôi tại nhà khách quốc hội và đưa số tiền 20.000 đô, còn 30.000 đô Dũng mang về trả lại cho bà Hạnh. Ít lâu sau cuộc kiểm tra của Bộ Tài chính vào tháng 11 năm 2021, Bộ Công Thương cũng có một đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oi. Đoàn kiểm tra này do bị can Hoàng Anh Tuấn, cựu vụ phó vụ thị trường trong nước làm trưởng đoàn. Tại cuộc kiểm tra này, công ty Xuyên Việt Oi đã đưa cho ông Tuấn đi kiểm tra tượng trưng một cây xăng và đưa hối lộ 10.000 đô cho ông Tuấn trên ô tô. Do vậy, dù không kiểm tra thực tế đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oi, Ông Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận công ty này đủ điều kiện để kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định ông Hoàng Anh Tuấn có 3 lần nhận hối lộ từ bà Mai Thị Hồng Hạnh với tổng số tiền là 265.000 đô, nhưng số tiền chiếm hưởng là 145.000 đô, tương đương 3,2 tỷ đồng.